chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bươu Đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin gửi đến bà con một cái chuỗi video nói về các cái loại cây sẽ làm thức ăn cho ốc. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm, về thành phần dinh dưỡng, về lợi ích, về tác hại và phương pháp trồng các loại cây này để làm thức ăn cho con ốc. Thì ở tập đầu tiên này, em xin mời bà con chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cây bèo cám. Cây bèo cám hay còn gọi là cây bèo tắm, nó là một loại thực vật thủy sinh. Chúng phân bố khắp nơi trên thế giới và mọc ở các cái ao, hồ, đầm. Cây bèo cám là một loại thực vật rất là đơn giản. Chúng thiếu thân hoặc là lá, nhưng bao gồm các cái chi nhỏ nổi trên mặt nước, có rễ hoặc là không có rễ. Bèo cám là một loại thực vật sống trên nước, nó phát triển rất là nhanh, với số lượng có thể đạt lên tới 2 triệu cây trên 1 mét vuông. Thì sự sinh sản của cây bèo cám là vô tính. Chúng có thể sinh sản gấp đôi trong vòng từ 16 đến 24 giờ. Và vòng đời của cây bèo cám khoảng 2 tuần. Sau 2 tuần thì chúng sẽ tàn đi. Cây bèo cám nó có một tác dụng rất là hay, đó là vô hiệu hóa lăng quăng. Thì khi mà nó phát triển kín hết mặt ao hồ á, thì lăng quăng nó sẽ không có phát triển được. Cái thứ hai là nó có tác dụng vô hiệu hóa các loại kim loại nặng như là kim, phốt pho. Về thành phần dinh dưỡng á, là cây bèo cám nó có chứa tới 40% cái protein. Thì để so sánh cái lượng protein là chúng ta biết là ở đậu nành thì có tới 41%, đậu phộng là 23,6%. Cây bèo cám được ứng dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và chơi thủy cảnh. Thì ở một số nước phát triển như là Đức, họ đã phát hiện là một trong những loại thực phẩm xanh bổ dưỡng nhất. Thì ở Lào, Campuchia, Thái Lan là họ đã sử dụng cây bèo cám làm thực đơn ăn hàng ngày như dưới dạng món súp và món trứng chán. Còn ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng để nuôi gia cầm. Chúng ta sẽ vào cái lợi ích của cây bèo cám trong chăn nuôi con ốc. Nó là một thức ăn rất là giàu đạm và là một loại thức ăn nó thúc đẩy cái sự sinh trưởng rất là cao cho con ốc. Thì nó rất là dễ trồng, ít tốn công và đặc biệt là chúng phát triển rất là nhanh. Cây bèo cám là một loại thức ăn phát triển ngoài tự nhiên. Thì khi mà chúng ta đi vớt ngoài tự nhiên á, là rất là dễ nhiễm các loại ốc tạp như là ốc bươu vàng hay là ốc ma. Thứ hai đó là nhiễm các loại chất hóa học. Vì vậy chúng ta muốn cho ăn bèo cám thì bà con nên nuôi. Vớt về nuôi, khi cho ăn thì chúng ta nên kỹ cái phần lựa các ốc tạp cũng như là rửa sạch. Về cái phương pháp trồng thì ở video trước, cái video khi nuôi ốc thì bà con cần chuẩn bị những gì á, là em có hướng dẫn về cái phần nuôi bèo cám. Thì nó cũng đơn giản thôi, em xin nói sơ lại. Thì để trồng được bèo cám á, nên tạo cho nó một cái môi trường có chất dinh dưỡng trước từ các loại phân, như là phân hóa học hoặc là phân chuồng. Thì đơn giản là bà con sử dụng phân chuồng thôi, sử dụng phân dê, phân heo hoặc là phân bò gì đấy. Và cái mực nước mà để nuôi được bèo cám là từ 0,2 đến 0,3 mét. Bể mà để nuôi bèo cám á, là chúng ta nên làm trong cái bóng râm hoặc là các cái ao vườn như là trồng mít hay là trồng nhãn, trồng xoài gì đó. Ở dưới bóng râm thì thường bèo cám nó phát triển rất là tốt.
Mà sau khi thả bèo xuống thì một tuần sau nó phát triển sẽ kín cái mặt ao mà chúng ta sẽ tiến hành vớt để cho ốc ăn, cũng như là vớt để nuôi sang một bể khác. Khi mà cây bèo cám nó phát triển kín cái mặt ao mà chúng ta không vớt kịp á, là nó sẽ tàn đi, nó không còn cái vị trí mà để phát triển á, là nó tàn đi. Thì một số bạn là có hỏi là tại vì sao ở những cái ao mà nuôi gâu nhút á, là nó có rất là nhiều bèo cám. Không phải là có gâu nhút thì bèo cám nó mới sống được. Khi mà người ta trồng gâu nhút á, có bèo cám thì cây gâu nhút nó phát triển. Gâu nhút thì người ta bón phân rất là nhiều, bón phân và xịt thuốc, nên bèo nó hưởng lợi theo, nó phát triển theo luôn, chứ không phải là có gâu nhút mới sống được. Thì bà con nuôi bèo cám có thể thả gâu nhút thêm, nhưng mà không bón phân thì nó cũng không phát nổi đâu. Một số bạn thì mua đi lại mấy cái vườn người ta nuôi gâu nhút á, ao gâu nhút mua bèo cám á, gâu nhút người ta xịt thuốc, bảo đảm là có xịt thuốc rất là nhiều, nên bà con tới đó mua thì về nuôi, nuôi tầm tuần hay tuần sau cho nó thuốc rồi cho ăn. Còn nếu mà vớt về mà cho ăn liền luôn là sẽ có, khi cho ăn thì sẽ có hiện tượng là hao, dẫn đến hao, nói chung dính thuốc. Con ốc thì nó ăn dơ nhưng mà nó rất là sạch, chúng ta cần phải chú ý về các vấn đề thuốc hóa học. Nuôi con ốc là nó đơn giản, nó không ăn thức ăn công nghiệp và nó ăn được các cái thực phẩm xanh, nhưng mà rất là dễ dính thuốc. Khi mà dính thuốc thì nó ăn nó hao rất là nhiều. Có nhiều bà con là khi mà mới rửa chén xong mà dùng cái tay để rửa không sạch để hốt bèo cám cho ăn thì con ốc nó dẫn đến cũng hao luôn. À thôi thì em cũng xin kết thúc cái loại thức ăn đầu tiên ở đây. Thì ở tập sau em sẽ gửi đến bà con một cái cây nữa, cũng là cây thủy sinh. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.